Cảnh sát cho biết hầu hết trong số 23 trẻ em thiệt mạng tại nhà trẻ ở cách Bangkok 500 km về phía đông bắc đều bị đâm chết. Đây là một trong những vụ thảm sát trẻ em tồi tệ nhất trong thời gian gần đây. Một quan chức địa phương cho biết độ tuổi của trẻ em thiệt mạng tại nhà trẻ chỉ từ 2 đến 5 tuổi. Sau khi thực hiện vụ tấn công, nghi phạm đã về nhà bắn chết vợ con trước khi tự sát. Theo đó, nghi phạm, vốn là cựu cảnh sát, đang nợ nần và sử dụng ma túy. Mẹ của Pania nói với đài Nation Trà Vinh rằng tôi không biết tại sao nó lại làm vậy nhưng nó đã phải chịu rất nhiều áp lực